thảo ký kết, phía Mỹ đã lật lọng và đã lấy một lý do cái đàn áp cho các cái mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Chính vì vậy cho nên là từ bên trái tay trái của tôi sẽ là theo 5 mũi, đó mũi số 1, số 2. Đích bạn, nằm xuôi. Các bạn theo đường đi thẳng vào chỗ cái cô đang cầm loa nhá. Tất cả vào đấy, ai có súng thì chĩa lên trên. Kém quân. Trật tự. Dương súng lên phía trước. Tên đẳng sang quân. Thắng quân. Tên công. Chạy. Dừng súng lên, súng đâu? Chú ô xuống phong, tất cả cùng xuống phong nhá. Xuống phong. Xuống phong. Lâm xuống rồi che tay lên đầu. Cả Lâm xuống. Chú chó kìa. Lớp bao nhiêu nhỉ? Thấp người xuống, thấp người xuống. Cầm cá thấp xuống. Tham mưu chúng ta đã hoàn thành tốt cho các nhiệm vụ. Chúng ta đánh chiếm giải phóng rất nhiều cứ điểm và chúng ta đã tập trung vào cửa ngõ Sài Gòn. Trận này trận cuối cùng, trận cuối cùng chúng ta để giải phóng miền Nam thống nhất.